Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tiểu sử Nguyễn Đặng Hiến Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh Byrico khó khăn là chất xúc tác tạo nên những thành công lớn. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh Byrico được đánh giá là ứng viên sáng giá trong danh sách 5 doanh nhân ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Là người đi lên từ cơ cực, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông hứa sẽ nỗ lực đóng góp tiếng nói chung nhằm từng bước tháo gỡ các nút thắt, khai thông mọi nguồn lực, tạo bệ phóng cho sự phát triển của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ý chí, kiên trì và nhân hậu, ông Nguyễn Đặng Hiến sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió của vùng quê làng Cổ Lũy, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình nông dân có 6 anh chị em. Tuổi thơ của ông là chuỗi ngày nghèo khó, đói kém trong cảnh bom rơi đạn lạc năm 1968, khi vừa học hết lớp 9, ông rời làng quê vào Sài Gòn bươn trải với đủ thứ nghề từ trông xe đến bốc vác, làm thuê. Khó khăn là vậy, song ông Nguyễn Đặng Hiến vẫn nỗ lực học tập, xem đây là con đường thoát nghèo duy nhất của mình. Thay vì phải học tiếp lớp 10 như bình thường, ông được ban giám hiệu trường St. Thomas cho học vượt lớp 11 bởi học lực vượt trội. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tài chính ngân hàng, ông làm giảng viên trường ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó ông làm trưởng phòng nghiệp vụ kiêm quản đốc cho một công ty chế biến thực phẩm lớn tại Sài Gòn. Trải qua chính những năm tháng vất vả ấy, đã tôi luyện và hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, sự quyết đoán cùng ý chí vững vàng, nhạy bén trong lao động nơi người trí thức doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến. Để rồi, những câu chuyện về con đường lập nghiệp của ông vẫn luôn ánh lên tinh thần mạnh mẽ, niềm tự hào về vị thuyền trưởng tài ba đã chèo lái con thuyền Byrico vượt qua muôn vàn sóng gió thương trường. Luôn tâm niệm, cha mẹ đã cho mình có được cơ hội thoát khỏi con trâu và cái cày thì bản thân mình phải nỗ lực để thoát nghèo. Chính vì vậy, ông đã quyết định rời xa quê hương, từ bỏ công việc giảng dạy tại trường Đại học Tài chính Ngân hàng để dấn thân khởi sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là người có tư tưởng cấp tiến cộng thêm tài năng, trí tuệ sẵn có và quyết tâm cao độ của bản thân, năm 1992, ông Nguyễn Đặng Hiến đã đứng ra thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn SXTM Tân Quang Minh Byrico. Những ngày đầu khi thương hiệu Byrico mới manh nha xuất hiện trên thị trường cũng là lúc vị tổng giám đốc trẻ Nguyễn Đặng Hiến thiếu thốn kinh nghiệm kinh doanh, đối diện bao khó khăn của nền kinh tế cạnh tranh khi ấy, với những thách thức đòi hỏi cần giải quyết về tài chính hạn hẹp, thiếu phương tiện sản xuất, trình độ cán bộ non yếu, chưa có chiến lược thuyết phục khách hàng, nhưng ông vẫn luôn giữ trong mình niềm lạc quan, chưa một lần chùn bước, bởi đối với ông, những khó khăn chính là chất xúc tác tạo nên những thành công lớn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Vững tâm, bền chí khởi nghiệp từ một cơ sở nhỏ, Byrico hiện trở thành một nhà máy sản xuất nước giải khát hiện đại hàng đầu Việt Nam với quy mô lên tới hàng chục triệu USD. Đến nay, hàng chục sản phẩm của Byrico đã có mặt trải dài từ Bắc vào Nam với hơn 400 đại lý phân phối. Riêng sản phẩm nước bình 19 lít có đến hơn 1.000 đại lý ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Không chỉ thế, sản phẩm của Byrico còn xuất khẩu sang 14 quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe vào bậc nhất trên thế giới. Nhà máy sản xuất đa chức năng của Byrico cũng đã được xây dựng mở rộng lên tổng diện tích 15.000m² ngay tại thành phố Hồ Chí Minh với các công nghệ chiết rót tự động, công nghệ tiệt trùng UST, công nghệ chiết nóng được chế tạo từ Pháp, Đức, Thụy Điển. Có thể nói, Byrico đối với ông Nguyễn Đăng Hiến không chỉ là đứa con tinh thần, mà hơn hết còn là di sản của ông. Chứa đựng những nét đẹp tinh hoa, triết lý sâu sắc về cuộc đời và những trải nghiệm kinh doanh hiếm có. Từ đó là động lực, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động thôi thúc bản thân vững bước trên thương trường khắc nghiệt. Đã làm thì phải làm tròn trách nhiệm của mình, chia sẻ với cử tri, doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến cho biết việc được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 là vinh dự lớn lao. Đồng thời cũng đặt lên vai ông trách nhiệm vô cùng nặng nề, phải làm sao cho thật xứng đáng với sự tín nhiệm, kỳ vọng của cử tri và ngày càng có nhiều cống hiến quan trọng hơn nữa cho sự phát triển đi lên của thành phố mang tên Bác. Trước đây ông Hiến đã có thời gian tham gia hoạt động giáo dục, cụ thể là giảng viên trường ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nếu trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Hiến cũng sẽ tham gia vào việc cải cách đào tạo bậc đại học. Trước mắt là ngành lương thực, thực phẩm để sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
Song song đó, thuyền trưởng Bayrico cũng sẽ đề xuất các giải pháp mang tính nền tảng để phát triển kinh tế, thúc đẩy và cải tiến công cuộc cải cách hành chính. Ông cũng muốn đẩy mạnh các hoạt động sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chủ lực của thành phố để đáp ứng xu hướng sống mới xanh, sạch, an toàn, tích cực tìm kiếm các giải pháp chăm lo cho người nghèo và hộ chính sách của quận 3 nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung, đồng thời góp kiến nghị đưa ra các chính sách giúp đỡ, bảo vệ trẻ em tránh nạn bạo lực học đường và xâm hại tình dục. Tính tôi không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi ứng cử vào Hội đồng Nhân dân thành phố với mong muốn có thêm cơ hội được đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm thực tế của mình vào công cuộc đổi mới, sáng tạo và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố mang tên Bác. Trăm câu nói hay không bằng một hành động thiết thực, tôi xin cam kết với các cử tri rằng tôi nói được, làm được và sẽ giữ lời hứa theo chương trình hành động đề ra. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.